Đại gia Đức An treo 100 bức hình của Phan Như Thảo trong nhà, muốn đăng ký kết hôn nhưng bị từ chối. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với vợ thứ tư, Phan Như Thảo, đại gia Đức An gây chú ý vì quá cùng vợ. Bên cạnh đó, nam doanh nhân cũng tiết lộ dù về chung nhà 8 năm nhưng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn vì lý do này. Vụ kiện tranh chấp khối tài sản trị giá 288 tỷ đồng giữa đại gia Đức An và vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng những ngày qua. Hậu ly hôn cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, doanh nhân Đức An khởi kiện đòi lại tài sản đã nhờ bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu, sử dụng. Vụ kiện đang được xét xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Phan Như Thảo là một trong những chân dài đình đám của làng mẫu Việt với hàng loạt các thành tích đáng nể như top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, top 5 siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt hoàn cầu. Tuy nhiên đến năm 2015, Phan Như Thảo thông báo về chung một nhà với đại gia Đức An. Kể từ đó, cô dần rút lui khỏi làng giải trí và dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Mới đây, ông xã Phan Như Thảo đã tiết lộ một số thông tin thú vị về cuộc sống gia đình của họ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Chia sẻ trên Người đưa tin, đại gia Đức An tâm sự về sự đồng hành với Phan Như Thảo trong cuộc sống. Vị đại gia nổi tiếng là chiều vợ cưng con hết mực. Tôi treo 100 hình ảnh của Thảo khắp nơi trong nhà, bên cạnh một số hình ảnh của hai bé lớn nhà tôi. Bồ câu biết về hai chị gái đang ở Mỹ, bé cũng thường hỏi tôi những câu như: hồi bé, hai chị có chơi với con không? Hai chị có phòng riêng như con không? Khi nào hai chị về ở chung phòng với con được không? Tôi vui với gia đình bao nhiêu thì cũng buồn vì nhớ đến hoàn cảnh hai con gái lớn của tôi. Vì thế, trong phiên tòa vừa qua, tôi yêu cầu tất cả tài sản chuyển vào tài khoản và công ty riêng cho hai con gái lớn để hai con thụ hưởng, nam doanh nhân cho hay. Cũng trong một chia sẻ vừa qua, chồng của Phan Như Thảo gây chú ý khi tiết lộ chưa đăng ký kết hôn. Nam doanh nhân nói, tôi vẫn hay nói với Thảo hãy tổ chức đám cưới và làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng cô ấy luôn bác bỏ. Cô ấy nói tổ chức đám cưới phiền lắm, khách vui nhưng chủ mệt, lại tốn thời gian lo toan mọi thứ. Về chuyện đăng ký kết hôn, vợ tôi cũng bảo chưa cần đến. Thủ tục hành chính khi đăng ký kết hôn là cả một quá trình nhưng nếu ly hôn còn mất nhiều thời gian hơn và dễ khiến người trong cuộc tổn thương, Thảo nói với tôi như vậy đó. Ông xã Phan Như Thảo tâm sự với Người đưa tin. Phan Như Thảo gặp gỡ đại gia Đức An trong một buổi tiệc với bạn chung. Ấn tượng đầu tiên về vị doanh nhân này với chân dài 8X là sự thân thiện. Và sau khi tìm hiểu, cả hai hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Được biết, doanh nhân Đức An hơn Phan Như Thảo 26 tuổi, là Việt kiều sở hữu khối tài sản khủng với nhiều bất động sản, giấy sang. Sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An và sinh một cô con gái đặt tên thân mật là Bồ Câu, cuộc sống của Phan Như Thảo trở nên viên mãn và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cựu người mẫu được ông xã chiều chuộng từ những thứ nhỏ nhất, không chỉ tặng vợ nhiều quà khủng, doanh nhân Đức An còn là người đàn ông đảm nhận chuyện nấu nướng chính ở nhà. Anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ cho vợ con. Việc chăm sóc, dạy dỗ con gái nhỏ cũng được vị đại gia U60 rất quan tâm. Ngoài ra, doanh nhân Đức An là người hỗ trợ Phan Như Thảo có chuỗi kinh doanh riêng. Nam doanh nhân còn nhiều lần lên tiếng bênh vực bà xã trước những lời bình luận không hay khi Phan Như Thảo tăng cân sau sinh. Vị đại gia khẳng định, cuối cùng vợ mập là vì chồng và con, yêu thương và hy sinh chính là em. Thái độ này của doanh nhân Đức An khiến ai cũng ngưỡng mộ Phan Như Thảo vì có người chồng thấu hiểu, yêu thương vợ. Hiện tại, bên cạnh sự giàu có, gia đình Phan Như Thảo và Đức An còn nhận được sự ngưỡng mộ của dư luận bởi gia đình hạnh phúc, viên mãn. Nếu như cựu người mẫu ngày càng khẳng định mình trong công việc kinh doanh thì ông xã đại gia của cô lại tạm lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ.